ngày hôm nay 29 tháng 8 tại Hà Nội, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm đã có buổi làm việc với Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao về triển khai đường lối đối ngoại đại hội lần thứ 13 của Đảng và phát triển ngành ngoại giao. Tham gia buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương cùng đại diện lãnh đạo các ban ngành Trung ương. Về phía Ban Cán sự Đảng Bộ Ngoại giao có đồng chí Bùi Thanh Sơn, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao cùng các đồng chí ủy viên Ban Cán sự Đảng và lãnh đạo các đơn vị trong Bộ Ngoại giao. Trước khi bước vào buổi làm việc, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm và các đại biểu đã dành một phút mặc niệm cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đã để lại nhiều dấu ấn nổi bật trong công tác đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta. Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm ghi nhận, đánh giá cao và nhiệt liệt biểu dương, chúc mừng những thành tích, kết quả quan trọng mà các thế hệ lãnh đạo, cán bộ ngoại giao đạt được, góp phần vào những thành tựu vĩ đại của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân qua 40 năm đổi mới đất nước. Nhấn mạnh thế giới đang trong thời kỳ thay đổi, có tính thời đại, đất nước ta đang đứng trước thời điểm lịch sử mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam. Tổng Bí thư Chủ tịch nước đề nghị trong thời gian tới, công tác đối ngoại cần chủ động, kịp thời phát hiện cơ hội thách thức, đóng góp vào việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu chiến lược 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 100 năm thành lập nước. Phải nắm vững đặc điểm và xu thế của thời đại, những mâu thuẫn cơ bản, những chiều hướng diễn biến của thời cuộc để dự báo chính sách, cái thời cơ cách mạng. Tạo ra và nắm bắt tận dụng những thời cơ, giảm thiểu những tác động tiêu cực, đưa đất nước ta đi tắt đón đầu, không ngừng gia tăng, củng cố tiềm lực, sức mạnh, tạo ra những bước phát triển đột phá vượt bậc, có phần hoàn thành các cái mục tiêu chiến lược. Đây là nhiệm vụ vinh quang của ngoại giao trong thời gian tới. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, Bộ Ngoại giao cần nâng tầm mở rộng đóng góp của Việt Nam cho sự nghiệp cách mạng thế giới, cho hòa bình, hợp tác, phát triển và tiến bộ của nhân loại, đặc biệt xây dựng và củng cố tiên phong ngoại giao thời đại mới, ngoại giao trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc. Mục tiêu cao nhất của hoạt động đối ngoại thời đại mới đó là đảm bảo cao nhất cái lợi ích của quốc gia, của dân tộc. Vì Đảng vững mạnh, vì nước Việt Nam xã hội chủ nghĩa giàu mạnh, có vị trí và vai trò quan trọng trong nền chính trị thế giới, nền kinh tế toàn cầu và nền văn minh nhân loại, vì ấm no và hạnh phúc của nhân dân. Ngoại giao thời đại mới phải là nền ngoại giao tương xứng tầm vóc văn hóa, lịch sử, vị thế chính trị và kinh tế của đất nước, với những đóng góp của dân tộc ta đối với sự nghiệp chung của nhân dân thế giới. Nguyên tắc cơ bản của ngoại giao thời đại mới đó là kiên định sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản và chủ nghĩa xã hội, kiên định độc lập, tự chủ, tự tin, tự lực, tự cường, tự hào dân tộc, đa phương hóa, đa dạng hóa vì hòa bình, phát triển, hợp tác, chủ động, tích cực, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng. Tổng Bí thư Chủ tịch nước Tô Lâm nhấn mạnh, trọng tâm ngoại giao thời đại mới đó là ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa, ngoại giao môi trường, ngoại giao nhân quyền, thông tin, kết hợp chặt chẽ ba trụ cột ngoại giao với quốc phòng, an ninh trên nền tảng kinh tế xã hội Việt Nam. Nhắc lại lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh, dùng binh giỏi nhất là đánh bằng mưu, thứ hai là đánh bằng ngoại giao, thứ ba mới là đánh bằng binh. Tổng Bí thư Chủ tịch nước nhấn mạnh, trong kỷ nguyên mới, ngoại giao Việt Nam phải vươn lên những tầm cao mới để hoàn thành những trọng trách vinh quang mới, xứng đáng là đội quân tiên phong, đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng, phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.